chương 3271, một người diệt nhất tộc. Phốc phốc phốc. Liên tiếp không ngừng mà xuyên thấu thanh âm, khủng bố mũi nhọn chợt lóe mà qua. Đang chuẩn bị công kích thánh ông tổ văn học tộc một chúng vũ trụ tôn giả đồng tử hơi hơi co rụt lại, có hơn một ngàn danh thân hình run rẩy, một tia máu từ bọn họ cổ chỗ chảy ra. Bọn họ trừng lớn đôi mắt, tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Không có bất luận cái gì kêu thảm thiết, cũng không có người tới kịp phản ứng. Không tốt. Lúc này, huyết tinh hương vị khiến cho trung ương thánh ông tổ văn học tộc tộc lão chú ý hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía chung quanh tự thân bị từng đạo quang minh chi lực bảo hộ hắn trừng lớn đôi mắt hoảng sợ đảo qua kia hơn một ngàn cái tộc nhân ở hắn cảm ứng hạ hơn một ngàn danh tộc nhân sinh cơ hoàn toàn biến mất cẩn thận có người ám sát cẩn thận hắn vội vàng giữ tận quát ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ gần trong nháy mắt thế nhưng có hơn một ngàn danh tộc nhân bị nháy mắt hạ gục hắn thậm chí không có cảm ứng được đối thủ là ai đối phương cũng không có hiển lộ thân hình này quả thực quá khủng bố cái gì đã xảy ra tình huống như thế nào một ít đang chuẩn bị hướng tới long cung cường giả công tích thánh ông tổ văn học tộc cường giả đồng tử sắc mặt khẽ biến bọn họ đến bây giờ cũng không có chú ý tới chung quanh tình huống đặc biệt là những cái đó vũ trụ tôn giả một vài giai cường giả bọn họ thậm chí không có cảm ứng được có tộc nhân đã tử vong ầm um, ầm um, ầm um. bất quá lúc này đương từng khối thi thể hướng tới phía dưới rơi xuống mà đi thời điểm mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Phòng ngự, mọi người tiến hành phòng ngự, có kẻ ám sát. Lúc này, thánh ông tổ văn học tộc tộc lão tiếp tục đầy mặt giữ tận quát. Cẩn thận! Tộc trưởng đã chết, tộc trưởng thế nhưng bị ám sát. Phòng ngự, mọi người tiến hành phòng ngự. Lúc này, một đám hoảng sợ thanh âm truyền đến, thánh ông tổ văn học tộc sở hữu tôn giả đã phát hiện, bọn họ tộc trưởng bị giết. Ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, trở thành thi thể bọn họ lập tức nở rộ ra cường đại phòng ngự, đầy mặt cảnh giác nhìn quét chung quanh. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn dám tới việc chúng ta Long Cung. Phía dưới vị trí, ám liệt thân ảnh xuất hiện, hắn đầy mặt thoải mái mà đem thánh ông tổ văn học tộc từng khối thi thể thu hồi tới, hài hước nhìn bọn hắn chầm chầm mọi người. Tìm chết, công kích hắn, giết hắn. Thánh ông tổ văn học tộc tộc, tộc trưởng nghe được thanh âm, ánh mắt lập tức tỏa định ám liệt, lạnh lạnh quát. Cánh tay hắn vung lên, từng đóa quan minh ngưng tụ mà thành sắc bén hoa sen hướng tới ám liệt bao trùm mà đi công kích còn lại một đám người trên mặt vô cùng khó coi quát gần ba nghìn danh vũ trụ tôn giả năng lượng hướng tới ám liệt trút xuống mà đi ha ha chết đi ám liệt nhìn đến bọn họ tập kích trên mặt tràn ngập tràn ngập thần sắc đương vô số công kích còn chưa tới tới là lúc hắn thân ảnh đã nháy mắt biến mất không thấy phốc 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 ngay sau đó những cái đó vũ trụ tôn giả ngủ giai nhị tam giai còn không có phản ứng lại đây là lúc, liền đã bị ám liệt trực tiếp thúng di ma sát. Oanh! Không tốt, hắn tập kích, hắn tập kích. Lúc này, ám liệt công kích dừng ở thánh ông tổ văn học tộc một người lão giả trên người kia, một cổ khủng bố năng lượng đem hắn bảo hộ trụ. Ám liệt nhìn đến loại tình huống này hơi hơi nhướng nhướng mày nháy mắt biến mất. Phốc phốc phốc. Lúc này đây, hắn không có lại dừng lại, không ngừng mà lấy thúng di chém giết thánh ông tổ văn học tộc một người danh cường giả. Không không không, đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn trốn trốn trốn, hắn tốc độ quá khủng bố, chúng ta căn bản tỏa định không được bọn họ. Phòng ngự, toàn bộ tiến hành phòng ngự. Đương ám liệt không ngừng thuấn di chém giết thời điểm, thánh ông tổ văn học tộc hoàn toàn hoảng loạn lên, bọn họ đầy mặt hoảng sợ điên cuồng hét lên. Kỳ Long cung cường giả thủ đoạn quá quỷ dị. Đương xuất hiện ở một thân người trước thời điểm, ngay sau đó lại xuất hiện ở một người khác bên cạnh. Tốc độ này cũng quá quỷ dị. Quỷ dị vô cùng tốc độ, hơn nữa này thực lực khủng bố, bọn họ căn bản không có ngăn cản chi lực phốc 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 ám liệt ám sát như cũ tiến hành mỗi một dây liền có hơn trăm người bị giết cho dù là bọn họ toàn thân bày ra phòng ngự như cũ bị dễ dàng chém giết chỉ có vũ trụ tôn giả ngũ giai cường giả mới có thể đủ ngăn cản một chút nhưng toàn bộ thánh ông tổ văn học tộc vũ trụ tôn giả ngũ giai có mấy cái gần mười mấy thôi trong đó tộc trưởng bọn họ vừa mới bắt đầu còn bị nháy mắt nháy mắt hạ gục mau mau mọi người lập tức đến quan minh thánh liên thường thánh ông tổ văn học tộc tộc, tộc lão trái tim kịch liệt run rẩy lớn tiếng quát. Ngắn ngủn thời gian nội, bọn họ thánh ông tổ văn học tộc thế nhưng bị giết gần 3.000 danh vũ trụ tôn giả. Đây chính là 3.000 danh A. Bọn họ thánh ông tổ văn học tộc 4.000 danh vũ trụ tôn giả mau bị giết xong rồi. Quan trọng nhất chính là, Long Cung tên này thành viên quá khủng bố, nếu như Long Cung muốn trả thù bọn họ. Bọn họ như thế nào ngăn cản? Này quỷ dị vô cùng tốc độ, vũ trụ tôn giả ngũ gia dưới căn bản phản ứng không kịp. Cho dù là vũ trụ tôn giả ngũ giai, một không chú ý cũng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Này đến tột cùng là cái gì tồn tại? Muốn trốn? Ha ha, vọng tưởng. Ám liệt cười lớn một tiếng, trong mắt tràn ngập lạnh băng thần sắc, tiếp tục săn giết. Không đến vũ trụ tôn giả ngũ dai, toàn bộ đều ngăn cản không được hắn nháy mắt sát. Cho dù là vũ trụ tôn giả ngũ dai, cũng muốn thời khắc tiến hành phòng ngự. Không, Long Cung, các ngươi đáng chết. Thánh ông tổ văn học tộc tộc lão nhìn đến còn sót lại một ngàn danh vũ trụ tôn giả như cũ bị nhanh chóng săn giết, đôi mắt huyết hồng đồng thời hắn trong lòng cũng vô lực vô cùng. Hắn căn bản tỏa định không được tên kia thân ảnh, tỏa định không được liền không thể đủ tiến hành công kích. Này làm hắn nghẹn khuất vô cùng, sợ hãi vô cùng. Cái gì? Thánh ông tổ văn học tộc nơi đó sao lại thế này? T, đây là Long cung ác chủ bài sao? Thật là khủng khiếp. Chiến tranh vừa mới bùng nổ bất quá mấy chục giây. Ma Long một mạch, Hỏa Long cung bọn họ còn không có cùng Long cung Thủy Long cung một chúng thành viên cận chiến ẩu đã đâu, bên cạnh Thánh ông tổ văn học tộc đã bị sát hỏng mất này lệnh ma long một mạch hỏa long cung vàng rồng chiến long bọn họ một chúng cường giả sắc mặt biến đổi lớn này con mẹ nó làm cái gì vừa mới bắt đầu chiến đấu chém giết thánh ông tổ văn học tộc liền sắp bị diệt bọn họ không phải nói phải đối kháng long cung sao kết quả long cung gần phái ra một người liền đưa bọn họ đánh tan bất quá cảm ứng được thánh ông tổ văn học tộc đại lượng vũ trụ tôn giả bị đánh chết ma long một mạch bọn họ cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại trên mặt tràn ngập chấn động thần sắc thánh ông tổ văn học tộc thực lực cũng không nhược, nhưng mà lại bị như thế dễ dàng tàn sát. Kỳ Long cung cường giả, có chút khủng bố. Đây là cái gì tốc độ? Ma Long ám giới nội, Ma Long Hoàng cũng chú ý tới bên này tình huống, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Có được vũ trụ tôn giả ngũ giai lực công kích, tốc độ càng thêm khủng bố, liền ta đều tỏa định không được hắn, Long cung như thế nào sẽ có như vậy khủng bố cường giả? Ta nếu là muốn giết hắn, chỉ có đem hắn vây ở Ma Long ám giới nội, nếu không hoàn toàn không có khả năng ma long hoàng thấp giọng quát trong mắt lập lòe ánh sáng cách không được long cung cùng chúng ta ma long một mạch đối kháng nguyên lai là có như vậy ác chủ bài bất quá ở có bổn long hoàng ở có ma long ám giới ở các ngươi đều phải chết ma long hoàng lạnh băng thấp giọng quát tấu chương xong chương 3272, long chủng chi Giang va chạm một đám phế vật sát ma long một mạch hỏa long cung một chúng cùng long cung thủy long cung chính diện trên chiến trường hỏa long chủ bọn họ hướng tới thánh ông tổ văn học tộc phương hướng quét tới sắc mặt dị thường nan kham. Bọn họ nguyên bản còn muốn lệnh thánh ông tổ văn học tộc bức ra Long cung ác chủ bài đâu, kết quả Long cung gần phái ra một người liền làm bọn hắn hỏng mất. Này làm bọn hắn sắc mặt dị thường nan kham. Ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước Long cung thủy Long cung một chúng cường giả, bọn họ trong mắt tràn ngập sát khí. Đến đây đi, tiếp tục đánh giá một chút. Hỏa Long chủ ánh mắt nhìn chầm chầm thiên trận, đầy mặt lành lạnh quát. Sát. Thiên trận ánh mắt lạnh băng, từng đạo trận pháp hướng tới hắn tập kích mà đi, hai người thân hình vừa động trực tiếp bay đến trên không vị trí, đơn độc sáng lập một cái chiến trường. Sát sát sát, tiêu diệt thủy long cung long cung đệ tử. Mây lửa, long ưng, quỷ long, minh trảo, chiến long, năm đại quân đoàn, cho ta công kích. Ma long vương ánh mắt nhìn chầm chầm long cung thủy long cung cường giả, lập tức lớn tiếng quát. Bọn họ ma long một mạch hơn nửa hỏa long cung, cùng với thu phục vàng rồng chiến long, sở hữu vũ trụ tôn giả số lượng thêm lên ước chừng có một vạn nhiều. Trừ bỏ một vạn nhiều danh vũ trụ tôn giả ở ngoài, còn có hơn một ngàn vạn mặt khác long chủng này đó long cung toàn bộ đều là hư không thần đế cấp bậc tồn tại lúc này đây vì diệt thủy long cung tứ đại long cung toàn bộ đã đến mà thần long một mạch đệ tử toàn bộ sinh tồn ở long cung nội đương chiến tranh bùng nổ bọn họ cũng trước tiên tiến vào chiến trường đồng dạng thủy long cung năm sáu trăm vạn hư không thần đế cấp bậc đệ tử cũng tiến vào chiến trường bên trong tiến hành chém giết luận vũ trụ tôn giả số lượng thủy long long cung hơn nửa long cung muốn so đối phương nhược một ít luận mặt khác cấp bậc đệ tử bởi vì long cung đệ tử vẫn chưa đã đến như cũ so đối phương nhược thật nhiều nhưng thủy long vương vương tiên bọn họ đều không có chút nào dao động trận chiến đấu này chủ yếu xem cao cấp sức chiến đấu ma long vương ngươi thế nhưng gần là vũ trụ tôn giả ngũ giai thực lực ta còn tưởng rằng ngươi đột phá đâu ha hả trung ương vị trí thủy long vương ánh mắt nhìn chằm chằm ma long vương cảm thụ này thực lực của đối phương trong mắt có chút ngoài ý muốn ma long một mạch có thể thu phục hỏa long cung Ma Long Vương hẳn là có được ít nhất vũ trụ tôn giả lục giai thực lực, nhưng mà đối phương thực lực như cũ là vũ trụ tôn giả ngũ giai. Này có chút không phù hợp lẽ thường. Vũ trụ tôn giả ngũ giai cũng có thể đủ tiêu diệt các ngươi. Ma Long Vương lành lạnh quát, bay thẳng đến Thủy Long Vương tập kích mà đi. Long cung đệ tử, bày trận, cho ta sát, trống trống trống. Ngao tề thiên ngao thổ bọn họ hét lớn một tiếng, bay thẳng đến phía trước phóng đi. Lấy ngự long long chủng, cùng long long chủng cầm đầu, trung ương tinh một long chủng, thiên lôi địa hỏa long phượng loại, phía sau mũi tên long long chủng, mỹ long long chủng tạo thành chiến trận trực tiếp bay thẳng đến phía trước phóng đi. Cận chiến, tuyển trình, phụ trợ trở thành một cái hệ thống. Toàn bộ đều là đỉnh long chủng tạo thành chiến trận, bay thẳng đến phía trước phóng đi. Đến nỗi nọc độc cù long loại cùng thứ long long chủng, toàn bộ ở chung quanh tiến hành quấy nhiễu ám sát. Long cung 4000 danh vũ trụ tôn giả, một chúng long cung tạo thành chiến tranh, hoàn toàn không phải ma long một mạch hỏa long cung bọn họ có thể so bọn họ tam đại long cung long chủng toàn bộ đều là cao cấp long chủng không nói chiến long chiến trường cận chiến mây lửa am hiểu xa công minh trảo cùng quỷ long am hiểu ám sát long ưng đồng dạng am hiểu cận chiến bọn họ từng người vì chiến căn bản không có cái gì cái gọi là chiến trận huống chi bọn họ cao cấp long chủng toàn bộ thêm ở bên nhau cũng bất quá một ngàn nhiều nhưng mà long cung toàn bộ đều là phía trước cuồng long cùng ngự long trực tiếp tiến lên nháy mắt biến dây dư trụ hơn một ngàn danh vũ trụ tôn giả cuồng long cùng bạo công kích ngự long vô địch phòng ngự lệnh ma long một mạch hỏa long cung bọn họ một chúng cường giả sắc mặt hơi đổi oanh kích hỏa long cung mây lửa quân đoàn thủ lĩnh điên cùng hét lên một tiếng đầy trời ngọn lửa hướng tới phía trước nhất cùng long ngự long tập kích mà đi công phòng ngao tề thiên ngao kỳ ngao thổ bọn họ điên cùng hét lên một tiếng lấy công kích thay thế phòng ngự cùng phòng ngự tiến hành ngăn cản bắn chết mị hoặc nguyền rủa hàng thiên lôi thiên thạch lá liễu long lân ngay sau đó ở vào phía sau vị trí, tiễn trình công kích, phụ trợ công kích, mũi tên công kích, nháy mắt hướng tới phía trước bắn chết mà đi. Phía trước phòng ngự, phía sau tập kích. A a a a. Này lệnh không thành quân đoàn, không thành chiến đội một chúng vũ trụ tôn giả sắc mặt cuồng biến, một ít nhỏ yếu giả nháy mắt bị đánh chết. Tiểu Tâm kia sóng âm, phi thường quỷ dị. Phía trước này đàn gia hỏa lực phòng ngự quá cường, phía sau công kích quá sắc bén. Cẩn thận. Giờ khắc này, mấy ngàn danh vũ trụ tôn giả sắc mặt cuồng biến, Mây lửa quân đoàn thủ lĩnh Long ưng quân đoàn thủ lĩnh sát mặt cuồng biến. Phía trước phòng ngự cường đại, phía sau viễn trình công kích sắc bén. Nhất quan trọng là, bọn họ căn bản phá không khai phía trước cùng Long Long chủng cùng ngự Long Long chủng phòng ngự. Một khi phá không khai, đối phương viễn trình công kích liền tùy ý công kích. Bọn họ chỉ có thể đủ bị động mà ngăn cản, nhưng là chỉ cần ngăn cản liền có sơ hở. Đặc biệt là ở Mỹ Long quỷ dị tập kích dưới, một người danh Long chủng thân hình run rẩy ánh mắt lộ ra mê hoặc. Mà liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, từng cây mũi tên xuyên thấu bọn họ thân hình. Theo sát bị ngọn lửa lá liễu bao trùm. Xung phong. Ngao tề thiên ngao thổ bọn họ nhìn đến loại tình huống này, hét lớn một tiếng, cùng long long chủng cùng ngự long long chủng bay thẳng đến phía trước phóng đi. ầm ầm ầm. Đáng chết, Minh Trảo Quỷ Long còn chưa động thủ. Công kích, chờ Minh Trảo Quỷ Long đem long cung phía sau cường giả ám sát. Mây lửa thủ lĩnh long ưng thủ lĩnh thấy như vậy một màn, sắc mặt cuồng biến, âm trầm truyền âm nói. Chính là hiện tại, chuẩn bị động thủ ẩn nấp ở trên hư không trung minh trảo quỷ long nhanh chóng vòng một vòng nhanh chóng hướng tới mũi tên long long chuẩn bị long long chủng tập kích mà đi bọn họ thân ảnh lập lòe hắc mang chợt lóe mà qua phốc 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 đúng lúc này ẩn nấp ở trong bóng tối thứ long long chủng động lên quỷ long minh trảo tất cả đều là cao cấp long chủng hơn nữa khống chế hắc ám nhưng thứ long long chủng khống chế quang minh cùng hắc ám luận ẩn nấp năng lực minh trảo cùng quỷ long kém một cấp bậc thứ long long chủng sớm mà tỏa định trụ bọn họ ở Minh Trảo Quỷ Long chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Thứ Long cũng động lên. A a a. Không tốt, chúng ta chung quanh có kẻ ám sát, cẩn thận, thực lực của bọn họ phi thường khủng bố. Sao có thể, bọn họ như thế nào né tránh chúng ta điều tra? Như thế nào điều tra đến chúng ta? Là đám kia khủng bố kẻ ám sát, cẩn thận. Giờ khắc này, Minh Trảo cùng Quỷ Long thành viên sắc mặt đại biến. Bọn họ làm kẻ ám sát, thế nhưng bị ám sát. Bọn họ biết, đối phương ẩn nấp năng lực, so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều so với bọn hắn còn mạnh hơn long chủng. Ma Long Vương là vũ trụ tôn giả ngũ giai, như vậy Ma Long một mạch tuyệt đối còn có ác chủ bài, còn không ra ác chủ bài sao? Cùng lúc đó, ở vào Thủy Long trong cung, Vương Tiên ánh mắt nhìn quét chung quanh, hơi hơi nhướng nhướng mày. Từ chiến cuộc thượng xem, Long cung cùng Thủy Long cung đã chiếm cứ thượng phong. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn họ sẽ lấy được thắng lợi. Rốt cuộc, Long cung Long chủng muốn sau so Ma Long một mạch Hỏa Long cung hiếu thắng một cái cấp bậc, Long chủng Long chủng cũng càng phong phú phối hợp cũng càng cường đại hơn. Gần Long Cung liền có thể kiềm chế Ma Long một mạch cùng Hỏa Long Cung tinh anh, còn lại Thủy Long Cung ứng đối cũng phi thường nhẹ nhàng. Tấu chương xong. Chương 3273, Thánh ông Tổ Văn học tộc diệt, ra tay. Thường. ầm 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 Phía dưới chiến đấu hừng hực khí thế, Long Chủng Chi Giang va chạm, từng luồng khủng bố uy áp hướng tới chung quanh tràn ngập mà đi. Long cung thủy long cung tôn giả cùng ma long một mạch hỏa long cung vàng rồng chiến long tôn giả va chạm ở bên nhau bình thường long chủng chi gian va chạm cũng đã bắt đầu. Ở vũ trụ tôn giả cấp bậc, long cung cùng thủy long cung dần dần chiếm cứ thượng phong. Thần long một mạch trung trong truyền thuyết cuồng long long chủng, cái kia là mũi tên long long chủng, đỉnh long chủng, này long cung thế nhưng có đỉnh long chủng, hơn nữa mặt khác mấy cái long chủng thoạt nhìn cũng chút nào không yếu. Số lượng nhiều như vậy đỉnh long chủng, đã có thể có thể so với thần long đỉnh thời kỳ cường đại long cung, này long cung rốt cuộc đạt được cái gì cơ duyên? Trống trống trống. Cùng lúc đó, ở vào ma long ám giới nội, Ma Long Hoàng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm phía dưới vị trí, sắc mặt dị thường âm trầm. Làm đạt được thần long truyền thừa cường đại Ma Long, hắn thực mau liền nhận ra phía dưới Long cung cùng Long Long chủng cùng mũi tên Long Long chủng. Đây chính là đỉnh Long chủng a, có thể so sánh thuần chủng thần long tồn tại. Bọn họ toàn bộ Ma Long một mạch, gần chỉ có hai gã thuần chủng thần long, nói cách khác, Long cung có thể so sánh bọn họ thần long, Long chủng, số lượng đạt tới hơn 1000 cái. Này làm hắn đôi mắt có chút nóng cháy còn có kia quỷ dị có thể hoàn mỹ khắc chế bọn họ minh trảo quỷ long long chủng hoặc nhìn hẳn là cũng là đỉnh long chủng minh trảo quỷ long chính là cao cấp long chủng có thể áp chế bọn họ chỉ có đỉnh long chủng đáng chết ta nhất định phải tiêu diệt này long cung ta muốn nhìn bọn họ rốt cuộc đạt được cái gì cơ duyên ma long hoàng gầm nhẹ một tiếng trong mắt tràn ngập cuồng bạo sát ý trống 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 long cung không nghĩ tới các ngươi thực lực thế nhưng như thế chi cường lúc này phía dưới vị trí ma long vương cùng thủy long vương chiến đấu ở bên nhau Nhìn đến toàn bộ chiến trường tình huống, hắn phát ra phẫn nộ rít gào. Ngẩng đầu lên điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ khủng bố hắc ám chi lực đánh nhập Ma Long ám giới nội. Ầm ầm ầm. Rống rống rống. Trên không vị trí, Ma Long ám giới nội truyền đến rít gào thanh âm, từng đạo hắc ám chi lực ngưng tụ thành một cái thần long hư ảnh. Này thần long hư ảnh ẩn chứa khủng bố vi năng. Thần long hư ảnh bay thẳng đến chiến trường trung tàn sát bừa bãi mà đi. Hừ. Thủy Long Vương cảm thụ được kia Ma Long hư ảnh, hừ lạnh một tiếng hắn thân hình chấn động. Trống trống trống. Ở vào phía sau thủy long trong cung, đồng dạng một cái thủy thần long hư ảnh xuất hiện. Có được khủng bố vi năng. Này đó mượn dùng long cung ngưng tụ mà thành thần long hư ảnh, đều có được vũ trụ tôn giả ngũ giai sức chiến đấu. Chiến long, ra. Hỏa thần long, ra. Lôi long ra. Lúc này, hỏa long cung, vàng rồng chiến long long cung phong lôi thần long một mạch long cung, từng điều thần long hư ảnh bay ra tới, trực tiếp gia nhập đến chiến trường trung. Cẩn thận, Bọn họ gia tăng rồi bốn gã vũ trụ tôn giả ngũ giai cường giả. Thủy Long Vương lập tức lớn tiếng nhắc nhở nói, bốn điều thần long hư ảnh, đủ để cấp Long cung Thủy Long cung bọn họ mang đến lớn lao áp lực. Trong nháy mắt, ở vào hoàn cảnh xấu ma long một mạch bọn họ bắt đầu tiến hành đánh trả. Long cung một chúng cường giả nhìn lại, hơi hơi nhíu mày, toàn lực ứng đối. Sao có thể? Sao có thể? Lúc này, ở vào một bên vị trí, hoảng sợ thanh âm truyền đến. Giờ này khắc này, ở vào một bên vị trí khổng lồ quang minh hoa sen nở rộ từng đóa thần thánh quang minh cánh hoa một đám cánh hoa đem sở thánh ông tổ văn học tộc còn sót lại một ngàn danh tả hữu vũ trụ tôn giả bao phủ ở trong đó ngàn hơn người ở quang minh cánh hoa che chở hạ thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi này quang minh thánh liên là bọn họ thánh ông tổ văn học tộc chí bảo hậu thiên chí bảo cấp bậc đương quang minh thánh liên phòng ngự mở ra lúc sau lấy thánh ông tổ văn học tộc tộc lão thực lực tiến hành thao tác vũ trụ tôn giả lục giai cường giả mơ tưởng phá vỡ phòng ngự một ngàn nhiều danh trở lại quang minh thánh liên thượng, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn chi sắc. Quá khủng bố. Bọn họ căn bản không có chút nào chống cự chi lực, cho dù là vũ trụ tôn giả ngũ giai, có thể ngăn cản một lần hai lần, nhưng mười mấy thứ tập kích, cũng ngăn cản không được. Khi quỷ dị tốc độ, xuất quỷ nhập thần năng lực, làm bọn hắn cảm thấy khủng hoảng. Trở lại này quang minh thánh liên thượng, bọn họ mới an tâm một ít. Toàn bộ thánh ông tổ văn học tộc mọi người sắc mặt dị thường nan kham, tới khi bốn 000 danh tả hữu vũ trụ tôn giả, hiện giờ gần chỉ có một ngàn danh tả hữu. Bị giết suốt ba nghìn nhiều danh A, à, lúc này đây bọn họ thánh ông tổ văn học tộc tổn thất, quá lớn. Nhưng mà liền ở mọi người cho rằng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, bọn họ nghe được một bên tộc lão hoảng sợ thanh âm. Mọi người hơi kinh hãi, lập tức hướng tới một bên vị trí nhìn lại. Giờ này khắc này, thánh ông tổ văn học tộc tộc lão che lại chính mình của vị trí, trên mặt tràn ngập khủng hoảng thần sắc. Hắn thân hình kịch liệt run rẩy, tất cả mọi người có thể cảm ứng được, ở bọn họ tộc lão trong cơ thể, có một cổ khủng bố năng lượng mất đi hắn sinh cơ. Này sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người luống cuốn lên. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn họ đã ở chung quanh bày ra phòng ngự, tộc lão như thế nào sẽ gặp đến tập kích? Mau cứu tộc lão! Một người danh vũ trụ tôn giả đầy mặt hoảng sợ gào thét, từng đạo quang minh chi lực hướng tới hắn trong cơ thể dũng đi. Ha ha ha, các ngươi cho rằng trốn ở chỗ này mặt là có thể đủ né tránh ta ám sát lúc này cười to thanh âm ở quan minh thánh liên thượng vang lên tất cả mọi người cảm giác được da đầu tê dại phốc 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 ngay sau đó bọn họ nghe được liên tiếp không ngừng xuyên thấu thanh âm sao có thể hắn là vào bằng cách nào hoảng sợ thanh âm từ một người thánh ông tổ văn học tộc cường giả trong miệng rống ra hắn đầy mặt không thể tưởng tượng ánh mắt nhanh chóng nhìn quét chung quanh nhưng hắn ánh mắt căn bản theo không kịp ám liệt tốc độ Ám liệt hiện giờ có được vũ trụ tôn giả ngũ giai thực lực, hắn một ý niệm xuất hiện ở địa phương nào, liền lập tức xuất hiện. Bọn họ quay đầu nhìn lại thời điểm, ám liệt đã có thể mấy cái ý niệm hiện lên. Mà này quang minh thánh liên phòng ngự, đối với ám liệt tới nói thùng rỗng kêu to. Nguyên bản muốn đánh chết thánh ông tổ văn học tộc tộc lão sẽ phi thường phiền toái, nhưng là đối phương ở mở ra quang minh thánh liên phòng ngự lúc sau, thế nhưng hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Này lệnh ám liệt tìm được rồi cơ hội, trực tiếp đem chi ám sát thánh ông tổ văn học tộc tộc trưởng bị giết, khi tiếp được hết thảy liền đơn giản. Không tốt, không tốt, chạy mau, trốn hồi chính mình thần quốc nội. Thánh ông tổ văn học tộc một chúng tôn giả nhìn đến ám liệt có thể tiến vào quang minh thánh liên bên trong, đôi mắt huyết hồng, đầy mặt sợ hãi quát. Bọn họ hiện tại tràn ngập tuyệt vọng chi sắc. Bọn họ thánh ông tổ văn học tộc, rốt cuộc trêu chọc đến cái dạng gì tồn tại. Ha ha ha, liền các ngươi như vậy còn dám tới việc chúng ta long cung. Rác rưỡi, toàn bộ đi tìm chết đi ám liệt cuồng tiếu thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên, sắc bén vô cùng vũ khí thu hoạch thánh ông tổ văn học tộc sở hữu cường giả sinh mệnh. Thánh ông tổ văn học tộc tộc lão bởi vì chưa kịp cứu trị, sinh cơ càng ngày càng ít, bị ám liệt lại lần nữa một kích, trực tiếp mang đi. Tấu chương xong. Chương 3274, thánh ông tổ văn học tộc diệt, ra tay. Hạ. Ha ha ha, ta ám liệt quả thực vô địch. Ám liệt sang giết tốc độ thực mau thực mau, mau đã có chút khủng bố. Toàn bộ thánh ông tổ văn học tộc bốn nghìn danh tả hữu vũ trụ làm hắn ở hơn 10 phút nội toàn bộ săn giết đặc biệt là ở thánh ông tổ văn học tộc tộc lão bị hắn săn giết lúc sau hắn liền càng thêm không kiên nể gì mỗi một giây đều có mười mấy chết ở hắn trong tay đương hắn tiêu diệt thánh ông tổ văn học tộc sau nhịn không được cười lớn một tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm hướng chủ chiến tràng vị trí ha 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 ta ám liệt tới chiến cuộc muốn bắt đầu thay đổi ha ha hắn cuồng tiếu một tiếng trên mặt tràn ngập hưng phấn mà thần sắc hắn ám liệt hiện tại rốt cuộc bắt đầu xoay người Ông! ngay sau đó hắn thân ảnh nháy mắt biến mất xuất hiện ở một người vũ trụ tôn giả tứ giai cường giả nơi đó phúc một cổ khủng bố năng lượng đã kích ở kia vũ trụ tôn giả tứ giai long chủng trên người thân hình ngay sau đó nháy mắt biến mất hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở một cái khác thân ảnh trên người phúc 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 ám liệt ngay lập tức không gian truyền tống hơn nữa làm lơ trận pháp phòng ngự làm lơ năng lượng vòng bảo hộ phòng ngự quá mức nghịch thiên quá mức biến thái Đường hắn vừa mới xuất hiện ở chiến trường nội 10 giây mười tên vũ trụ tôn giả tứ giai cường giả bị nháy mắt tập sát chém giết so với hắn thực lực nhược quá nhẹ nhàng không tốt khi quỷ dị cường giả tiến vào đến chiến trường chúng ta căn bản không phải đối thủ hắn quá quỷ dị nháy mắt mười tên vũ trụ tôn giả tứ giai cường giả bị chém giết khiến cho thật lớn vô cùng khủng hoảng mây lửa quân đoàn thủ lĩnh ánh mắt đảo qua ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc lạnh giọng quát thật là quỷ dị gia hỏa đây là long cung bọn họ lớn nhất ác chủ bài sao một người tiêu diệt thánh ông tổ văn học tộc. Bất quá, hắn lực công kích gần chỉ có vũ trụ tôn giả ngũ giai, nhiều nhất tập sát lục giai. Ma Long ám giới nội, Ma Long hoàng phủ lãm phía dưới chiến trường, nhìn đến ám liệt xông tới, trong mắt để lộ ra lạnh băng thần sắc. Hắn đỏ như máu đồng tử bắt đầu tỏa định ám liệt. Oanh. Ngay sau đó, toàn bộ Ma Long ám giới nội hắc ám hướng tới phía dưới vị trí lan tràn mà đi. Ma Long ám giới bắt đầu bao phủ phía dưới không gian. Nên ta động thủ, chiến tranh cũng muốn kết thúc, hủy diệt đi. Ma Long Hoàng lạnh băng điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ Long khu nhanh chóng hướng tới phía dưới vị trí bay đi. Hắn mang theo khủng bố hắc ám chi lực, phạm vi lớn công kích hướng tới phía dưới bao trùm. Này một kích, hắn có tin tưởng đem phía dưới kia quỷ dị tốc độ gia hỏa tiêu diệt. Hắn sở dĩ đến bây giờ mới ra tay, chính là đang chờ ám liệt đã đến. Chỉ cần ám liệt tới gần Ma Long ám giới, hắn mới có tin tưởng đem chi diệt sát. Phạm vi lớn vô khác nhau công kích, đây là diệt sát ám liệt phương pháp tốt nhất. Oanh, trên không ma long ám giới đột nhiên bộc phát ra khủng bố năng lượng, lệnh mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Đây là cái gì lực lượng? Thủy Long Cường Toan Long hậu bọn họ một chúng ngẩng đầu, đầy mặt hoảng sợ hướng tới trên không nhìn lại. Lúc này, bọn họ nhìn đến một cái khổng lồ vô cùng ma long đứng đầu. Long đầu đầy mặt lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, tràn ngập lạnh lạnh cùng lạnh lẽo. Ân. Ừ. Rốt cuộc ra tay sao? Cùng lúc đó, ở vào Long cung nội vương tiên cảm ứng được trên không truyền đến khủng bố bi thế, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Hỏa Long chủ có được vũ trụ tôn giả lục giai sức chiến đấu, như vậy Ma Long một mạch liền tuyệt đối có so với hắn cường đại tồn tại. Hiện tại xem ra, cái này tồn tại ra tay. Này cổ uy thế. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, này cũng bố uy thế, làm hắn ngoài ý muốn đồng thời lại có chút dự kiến bên trong. Ma Long một mạch có được vũ trụ tôn giả thất giai sức chiến đấu cường giả. Ra tới liền hảo, chỉ có đem ngươi tiêu diệt, mới có thể đủ đem Ma Long ám giới đoạt lại đây. Vương Tiên ánh mắt lộ ra lạnh lạnh cùng lạnh băng chi sắc lúc này đây, nhất định phải đem hắn chém giết. Oanh! Vương tiên nhìn đến hướng tới phía dưới tập kích mà đến khủng bố hắc ám chi lực, cánh tay hắn vung lên, ngũ hành đại ma trực tiếp xuất hiện ở trên không. Cùng lúc đó, vương tiên cánh tay dũng mãnh vào một cổ cùng của ngũ hành chi lực tiến vào ngũ hành đại ma nội. Hiện giờ thực lực có thể chém giết vũ trụ tôn giả lục giai ngũ hành đại ma, ở hắn thêm vào dưới, bộc phát ra uy lực khủng bố. Ngũ hành vận chuyển, xám xịt năng lượng hướng tới chung quanh đảng đi, trực tiếp đón nhận trên không kia khủng bố hắc ám chi lực ân cái gì cổ lực lượng này ma long hoàng sắc mặt hơi đổi nhìn đến tập kích mà đến ngũ hành chi lực ánh mắt một ngưng oanh ngay sau đó màu đen chi lực cùng ngũ hành chi lực phát ra va chạm một cổ cùng cuộn năng lượng hướng tới chung quanh đánh sâu vào mà đi hắc ám chi lực bắt đầu tiêu tán ngũ hành lực lượng cũng nhanh chóng tiêu tán khổng lồ ngũ hành đại ma huyền phù ở trên hư không trung đây là các ngươi ma long một mạch che giấu cường giả sao ta đã chờ ngươi đã lâu vương tiên thân hình vừa động trực tiếp từ thủy long trong cung bay ra tới, ánh mắt tập trung vào trên không ma long hoàng. Vũ trụ tôn giả thất giai lực công kích, ngươi thế nhưng cũng có được vũ trụ tôn giả thất giai thực lực. Ma long hoàng nhìn chầm chầm vương tiên, trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin tưởng giận dữ hết. Ngươi đều có thể đủ có được vũ trụ tôn giả thất giai sức chiến đấu, vì sao ta không thể đủ có được. Vương tiên trào phúng cười cười, đi vào ngũ hành đại ma trên không, đứng ở mặt trên. Ngươi là long cung long vương. Ma Long Hoàng nhìn chầm chầm Vương Tiên, sắc mặt biến ảo. Long cung đỉnh long chủng, long cung kia quỷ dị gia hỏa, đã phi thường làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng mà hiện tại long cung long vương còn có được vũ trụ tôn giả thất giai sức chiến đấu. Đúng là, nhưng thật ra không có nghe nói ma long một mạch còn có được một cái cường đại ma long, thật là ngoài ý muốn a. À. Vương tiên nhìn chầm chầm hắn, nhàn nhạt đáp lại nói. Không thể không nói, các ngươi thực lực thật là ra ngoài chúng ta dự kiến. Ma long hoàng sắc mặt kịch liệt biến ảo, phi thường nang tham quát. Long cung long vương có được vũ trụ tôn giả thất giai sức chiến đấu, hơn nữa long cung nhiều như vậy cường giả một trận chiến này muốn thắng chỉ sợ có chút khó khăn thậm chí sẽ thua hôm nay bổn long vương liền diệt các ngươi ma long một mạch ha ha vương tiên nhìn đến hắn thần sắc biến ảo không có lại tiến hành bất luận cái gì do dự bay thẳng đến hắn tập kích mà đi trống 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 cùng lúc đó hắn thân hình vừa động trực tiếp hóa thành thần long chi khu khủng bố tốc độ nháy mắt hướng tới hắn trên không bay đi hắn cũng không có lập tức tiến hành tập kích mà là phong tỏa ma long hoàng đường về đem hắn hồi ma long ám giới lộ tuyến phong tỏa kế tiếp hắn muốn trở lại ma long ám giới nội nhất định phải thoát khỏi vương tiên nhưng vương tiên đã làm tốt liều mạng chuẩn bị lúc này đây đêm này chém giết rớt tìm chết ma long hoàng nhìn đến vương tiên khủng bố tốc độ sắc mặt hơi đổi ánh mắt lộ ra bạo ngược thần sắc trống 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 hắn điên cùng hét lên một tiếng bay thẳng đến vương tiên sát đi này này long vương cũng có được vũ trụ tôn giả thất giai sức chiến đấu t không nghĩ tới Long Vương thực lực thế nhưng như thế chi cường. Phía dưới vị trí, Thủy Long Cung sở hữu cường giả thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Long Cung Long Vương thực lực, vượt quá bọn họ đoán trước. Không xong. Sao có thể, kia Long Vương không phải gần vũ trụ tôn giả ngủ dai sao. Nhưng mà ma Long một mạch, hỏa Long Cung vàng rồng chiến Long sở hữu thần Long Á Long, sắc mặt lại nang kham lên. Tấu chương xong. Chương 3.275, ngàn vạn Á Long đoạn sinh cơ. Đáng chết này Long Cung thực lực như thế nào như thế khủng bố. Như vậy đi xuống chúng ta căn bản không phải Thủy Long Cung cùng Long Cung đối thủ. Chiến trường vị trí, Hỏa Long chủ cùng với một chúng bốn ngũ giai cường giả thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra nang tham thần sắc. Đặc biệt là đương ám liệt gia nhập chiến trường bên trong, vũ trụ tôn giả cấp bậc cường giả bị hắn nhanh chóng săn giết. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ lệnh ma Long Hoàng tới đối phó này quỷ dị gia hỏa. Nhưng hiện tại Long Cung Long Vương cũng có được vũ trụ tôn giả thất giai sức chiến đấu, càng là kiềm chế ma Long Hoàng khi này quỷ dị gia hỏa như thế ngăn cản. Căn bản ngăn cản không được, bọn họ cũng sẽ giống thánh ông tổ văn học tộc như vậy, bị một đám săn giết. Trống trống trống. Đem sở hữu hỏa long cung một mạch đệ tử, cho ta giết, liều mạng sát. Hỏa long chủ hướng tới phía dưới sở hữu vũ trụ tôn giả dưới đệ tử mệnh lệnh nói. Hiện giờ, chỉ có hư không thần đế đệ tử chiến trường, bọn họ mới có thật lớn ưu thế. Ma long một mạch, vàng rồng chiến long một mạch đệ tử, cho ta sát. Ma Long Vương nhìn đến chính mình phụ thân bị kiềm chế, sắc mặt cũng là cuồng biến hiển nhiên hắn cũng minh bạch hiện giờ tình huống lạnh giọng quát sở hữu tôn giả cấp bậc thành viên chuẩn bị lui về long cung nội cùng lúc đó ma long vương lấy truyền âm hạ đạt một cái mệnh lệnh trước mắt trận chiến tranh này bọn họ đã không thắng được thậm chí bọn họ đã không phải đối phương đối thủ lúc này lệnh bình thường đệ tử hấp dẫn sức chiến đấu bọn họ một chúng vũ trụ tôn giả chuẩn bị lui về phía sau một trận chiến này bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là trận này kết cục càng muốn không đến, toàn bộ thánh ông tổ văn học tộc, thế nhưng bị long cung một người cường giả chém giết. Trống, trống, trống. Sát, sát, sát. Tiêu diệt thủy long cung người. Nhất phía dưới vị trí, ma long một mạch, hỏa long cung, vàng rồng chiến long đệ tử nghe được mệnh lệnh, trong mắt tràn ngập cuồng bạo sát khí, hướng tới thủy long cung đệ tử đánh sâu vào mà đi. Tam đại long cung hư không thần đế cấp bậc đệ tử ước chừng có ngàn vạn, mà thủy long cung gần chỉ có mấy trăm danh, trên lệch cực đại. Đối mặt tam đại long cung đánh sâu vào bọn họ sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch, Tây Thủy bộ phái ra một ít cường giả đi chi viện. Thủy Long sau lập tức mệnh lệnh nói: "Là." Một người danh vũ trụ tôn giả lập tức đáp: "Cuốn lấy bọn họ." Phía trước vị trí, truyền đến Ma Long Vương mệnh lệnh thanh: "Phốc phốc phốc." Lúc này, ám liệt thân ảnh lập lòe, khi mấy cái muốn ngăn cản Ma Long một mạch tôn giả, nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. "Ân." Ừ. Trên không vị trí, Vương Tiên ánh mắt đảo qua phía dưới chiến đấu, thân hình chấn động. "Sát" hắn ánh mắt nhìn chầm chầm phía dưới ma long hoàng hét lớn một tiếng trước người ngũ hành đại ma biến đại ngàn vạn lần ầm 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 khổng lồ vô cùng ngũ hành đại ma tản ra khủng bố vô cùng hơi thở bay thẳng đến phía dưới trấn áp mà đi đáng chết đồ vật ma long hoàng cảm thụ được ngũ hành đại ma thượng truyền đến uy áp sắc mặt hơi đổi trống 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 hắn điên cuồng hét lên một tiếng một cái ma long châu từ trong miệng bay ra này cùng đồng thời một cái hắc ám đầu lâu cũng từ trong miệng bay ra hai cái cường đại vô cùng hậu thiên chí bảo bay thẳng đến ngũ hành đại ma nên đón mà đi oanh toàn bộ ngũ hành đại ma giống như một tòa khổng lồ ngọn núi giống nhau hướng tới phía dưới trấn áp mà đi cùng ma long châu cùng hắc ám đầu lâu va chạm ở bên nhau phát ra khủng bố năng lượng ma long hoàng thân hình nhịn không được hướng tới phía dưới rơi xuống mấy trăm triệu km chung quanh vị trí một chúng vũ trụ tôn giả cảm thụ được này khủng bố lực lượng vội vàng hướng tới chung quanh trốn đi vương tiên lập tức hướng tới phía dưới ma long hoàng tập kích mà đi cảm ứng này khoảng cách, thân hình chấn động. Long uy. Hiện giờ Vương Tiên đã đột phá đến vũ trụ tôn giả nhất giai chi cảnh. Hắn Long uy, bao trùm phạm vi đạt tới phạm vi gần 1 tỷ km, có thể thống trị vũ trụ tôn giả nhất giai dưới sở hữu thủy tộc sinh vật, sở hữu long chủng. Đương hắn năng lượng bao trùm đến phía dưới kia ngàn vạn á long long chủng trên người thời điểm, ánh mắt lộ ra thị huyết chi sắc. Hủy diệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Trống trống. Ở vào nhất phía dưới vị trí. Hắn gầm nhẹ một tiếng, Phía dưới, Tam Đại Long cung sở hữu hư không thần đế cấp bậc đệ tử thân hình khẽ rung lên, bị hoàn toàn thống trị trụ. Ngay sau đó, bọn họ làm ra một cái lệnh sở hữu thần long, Á Long hoảng sợ hành động. Ngàn vạn hư không thần đế cấp bậc Á Long, trực tiếp tự đoạn sinh cơ. Ầm ầm ầm. Từng tiếng liên miên không ngừng vang lớn truyền đến, lệnh phía trước sở hữu thủy long cung đệ tử trừng lớn đôi mắt, trên mặt tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Gần một giây đồng hồ không đến, ngàn vạn đệ tử toàn bộ tự đoạn sinh cơ. Này cũng bố quỷ dị một màn lệnh mọi người lộ ra hoảng sợ thần sắc sao lại thế này đã xảy ra sự tình gì hỏa long chủ ma long vương bọn họ cảm ứng được phía dưới đệ tử tử vong trừng lớn đôi mắt trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ thần sắc bọn họ ánh mắt đảo qua trái tim kịch liệt run rẩy rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào đây là cái gì thủ đoạn ma long vương cũng là trái tim kịch liệt run rẩy ngàn vạn đệ tử toàn bộ tự đoạn sinh cơ đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn từ đầu đến cuối bọn họ thậm chí không có cảm ứng được là ai ra tay toàn bộ tự sát một màn này cũng quá khủng bố hơn nữa ngàn vạn đệ tử tự đoạn sinh cơ đối với bọn họ ma long một mạch hỏa long cung bọn họ quả thực là trí mạng đã kích đây chính là bọn họ long cung á long a đây chính là bọn họ nội tình á long không phải mặt khác chủng tộc sinh vật số lượng khổng lồ vô cùng bọn họ tam long cung đệ tử có thể đạt tới như thế số lượng đây là trải qua hơn một tỷ năm phát triển rốt cuộc có được thần long huyết mạch á long cũng không thường thấy ngàn vạn á long tử vong đại biểu cho bọn họ nội tình toàn bộ biến mất không long cung long vương thủy long cung ta muốn giết các ngươi ta muốn tiêu diệt rớt các ngươi một cái không lưu trên không vị trí ma long hoàng cảm ứng được phía dưới tình huống đôi mắt huyết hồng vô cùng nháy mắt cuồng bạo lên này đó hư không thần đế cấp bậc đệ tử nhưng đều là bọn họ nội tình đào tạo nhiều như vậy đệ tử là bọn họ hơn một tỷ năm tích lũy hiện tại toàn bộ bị giết căn cơ toàn hủy trống 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 Hắn cùng bạo đến cực điểm nhìn chầm chầm Vương Tiên, dò ra khổng lồ long trảo, trực tiếp đánh sâu vào mà đi. Hừ! Vương Tiên trong mắt đồng dạng tràn ngập lạnh băng ánh sáng. Ngàn vạn Á Long, hắn bổn không nghĩ tàn sát nhiều như vậy Á Long đệ tử, nhưng là hắn phát hiện, này đó Á Long đã toàn bộ bị một loại đặc thù năng lượng khống chế được. Nói cách khác, này đó Á Long đã trở thành con rối. Bọn họ chịu ma Long một mạch khống chế, một khi hắn diệt kia hai điều ma Long, sở hữu Á Long sẽ liều mạng muốn trả thù, báo thù cho nên này đó bị khống chế á long hắn cần thiết muốn sát hắn muốn hoàn toàn hủy diệt ma long một mạch hỏa long cung cùng vàng rồng chiến long thần long một mạch chiến tranh cũng là như thế tàn khốc long cung thua đồng dạng sẽ toàn bộ bị giết liền như phong lôi thần long một mạch giống nhau các đệ tử cùng cường giả toàn bộ bị diệt sát nhìn đến ma long hoàng điên cùng công kích mà đến vương tiên trong mắt cũng tràn ngập cuồng bạo sát ý hai bên đã tới rồi ngươi chết ta mất mạng nông nổi tấu chương xong chương 3276, Long Vương vs Ma Long Hoàng. Ma Long một mạch, hỏa Long Cung, vàng rồng chiến Long sở hữu hư không thần đế cấp bậc đệ tử bị giết. Này thù không đội trời chung. Bọn họ tuy rằng đến bây giờ đều không rõ bọn họ đệ tử là chết như thế nào, nhưng là tuyệt đối cùng Thủy Long Cung cùng Long Cung thoát không được can hệ. Đặc biệt là kia quỷ dị Long Cung. Ha ha, chém giết đi. Vương Tiên nhìn đến Ma Long Hoàng tập kích mà đến, trong mắt tràn ngập lạnh băng hàng mang. Rầm rầm. Hắn Long khu lay động, Vô Thủy Thánh cánh kích động, lấy một loại khủng bố tốc độ nháy mắt đi vào Ma Long Hoàng phía bên phải. Ma Long Hoàng có được hai cái hậu thiên chí bảo, nhưng Vương Tiên Ngũ Hành Đại Ma cũng chút nào không kém. Hiện giờ, Ngũ Hành Đại Ma đã hấp thu ba cái hậu thiên chí bảo. Thật bùng nổ lên, hoàn toàn có thể ngăn cản kia hai cái hậu thiên chí bảo. Chạm vào. Vương Tiên tốc độ như cũ là lớn nhất sát khí, hắn nháy mắt đi vào Ma Long Hoàng một bên, long đuôi trực tiếp quét ngang mà đi. Thật là khủng khiếp tốc độ, Ma Long Hoàng đối mặt Vương Tiên tốc độ có chút khó có thể chống đỡ, sắc mặt biến đổi lớn. Ầm ầm ầm. Hắn thân hình chấn động, một đám long lân thượng toát ra hắc ám chi lực, hắc ám chi lực ngưng tụ thành một đám bộ xương khô, ngăn cản Vương Tiên long đuôi. Chạm vào. Nhưng hắn ngưng tụ bộ xương khô rốt cuộc thời gian quá ngắn, long đuôi đảo qua, nhanh chóng hỏng mất, còn thừa lực lượng dừng ở Ma Long Hoàng trên người. Trống trống. Ma Long Hoàng ăn đau, một ít vảy rơi xuống, máu tươi tràn ra. Ma Long, Long Nha ma long hoàng điên cùng hét lên một tiếng một cái thật lớn vô cùng hắc ám răng nanh trực tiếp xuất hiện trong người trước nháy mắt hướng tới vương tiên cắn xé mà đi long mộ vương tiên gầm nhẹ một tiếng trên không long mộ huyền phù bay thẳng đến kia hắc ám răng nanh ném tới cùng lúc đó hắn dựa vào tốc độ lập tức hướng tới một bên trốn đi chạm vào khủng bố răng nanh đánh tan long mộ nhưng lúc này vương tiên đã rời xa long đầu vệ thiên ma long hoàng đỏ như máu ánh mắt tập trung vào vương tiên một đám khổng lồ long đầu xuất hiện ở chung quanh. Giữ tận long đầu bay thẳng đến vương tiên cắn nuốt mà đi. Thiên long bát bộ. Vương tiên ánh mắt một ngưng, tám điều thần long hư ảnh xuất hiện ở chung quanh, bay thẳng đến long đầu va chạm mà đi. ầm ầm ầm, Lại là khủng bố va chạm vang lên. Mây mù long đằng. Vương tiên gầm nhẹ một tiếng, phát tắc thần long tiếp tục thi triển. Chung quanh nháy mắt bị mây mù bao phủ, ở vào mây mù bên trong, vương tiên kích động vô thủy thánh cánh. Ông. Hiện giờ hắn, tốc độ thi triển đến mức tận cùng, có thể so sánh vũ trụ tôn giả bắt giai cường giả tốc độ. Ở tốc độ thường, hắn hoàn toàn áp chế mê muội Long Hoàng. Pháp tắc pháp tướng, ma long thiên giới. Ma Long Hoàng nhìn đến chung quanh mây mù, ánh mắt một ngưng, điên cuồng hét lên một tiếng. Ngay sau đó, hắc ám buông xuống. Hắc ám cùng mây mù giao nhau ở bên nhau, lệnh khắp không gian một mảnh sương mù, bên ngoài người hoàn toàn thấy không rõ lắm. Bất quá, Vương Tiên thông qua mây mù có thể cảm ứng được Ma Long Hoàng. Ma Long Hoàng thông qua hắc ám, đồng dạng có thể cảm ứng được hắn. Thánh Long Long ảnh. Vương Tiên gầm nhẹ một tiếng, lại một lần thi triển pháp tắc thần thông. Một cái Thánh Long hư ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng tới Ma Long Hoàng anh kích mà đi. Long ngân. Ma Long Hoàng long đuôi quét ngang, một bôi đen sắc dường như lao đi trong hư không hết thảy, hướng tới Vương Tiên nơi vị trí tập kích mà đi. Trầm. Vương Tiên Vô Thủy Thánh cánh kích động, nhanh chóng né tránh Long ngân công kích, đi vào Ma Long Hoàng bên trái vị trí. Ca ca hắn dò ra long trảo trực tiếp chọc tới hắn tốc độ sao có thể nhanh như vậy là cái kia cánh cái kia cánh ít nhất là hậu thiên chí bảo cấp bậc tồn tại thậm chí càng cường ma long hoàng nhìn đến vương tiên nháy mắt đi vào bên trái triều chính mình tập kích mà đến sắc mặt dị thường nang tham ở tốc độ thượng hắn hoàn toàn bị áp chế chạm vào một cổ năng lượng hướng tới vương tiên tập kích mà đi long trảo đánh tan ở ma long hoàng trên người hung hăng một trảo trống trống đại khối huyết nhục bị chọc vào trong tay Ma Long Hoàng hướng tới một bên tránh né, sắc mặt dị thường nan kham, long đuôi quét ngang mà đến. Vương Tiên kích động vô thủy thánh cánh, lập tức lui về phía sau. A a a. Hỏa Long chủ, Ma Long Hoàng đại nhân cứu mạng, chúng ta không phải kia quỷ dị tồn tại đối thủ. Lúc này, phía dưới vị trí truyền đến kêu thảm thiết thanh âm. Ở Tam Đại Long cung sở hữu hư không thần đế cấp bậc đệ tử bị mạt sát lúc sau, Long cung Thủy Long cung sở hữu sức chiến đấu toàn lực đối kháng Tam Đại Long cung tôn giả. Đặc biệt là có ám liệt ở, hắn không gian nháy mắt di động dị thường khủng bố. Một cái lập lòe chi gian, diệt sát một người vũ trụ tôn giả ngũ giai dưới cường giả. Đặc biệt là vũ trụ tôn giả một hai ba giai, quả thực chính là một cái tiểu bằng hữu. Hoàn toàn không có chút nào chống cự chi lực. Thậm chí, trước khi chết bọn họ đều không có nhìn đến ám liệt ra tay. Này lệnh sở hữu vũ trụ tôn giả sợ hãi lên. Này căn bản không phải ở chiến đấu, này hoàn toàn là đang đợi chết. Một khi bị cái kia quỷ dị tồn tại tỏa định, vậy chờ chết đi ngắn ngủn mấy chục giây, có hơn 100 vũ trụ tôn giả chết ở hắn trong tay. Không xong. Ma Long Hoàng ánh mắt đảo qua, cắn chặt răng, trống lớn nói, lui lại đến Long cung nội. Lui lại đến Long cung nội. Ma Long Vương cùng Hỏa Long chủ theo sát lớn tiếng mệnh lệnh nói. Bại, lúc này đây bọn họ hoàn toàn bại. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn không có vừa tới thời điểm cuồng ngạo cùng tự tin. Một trận chiến này cho tới bây giờ, tổng thất thảm trọng. Đã bị thương bọn họ căng cơ các ngươi cho rằng nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đủ đi sao? Ám liệt xuất hiện ở một chỗ, đầy mặt lạnh băng quát. Hắn giọng nói rơi xuống, nháy mắt xuất hiện ở tên kia hướng tới phía sau bỏ chạy đi tôn giả bên cạnh, nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Long cung các đệ tử, sát, đừng làm bọn họ tiến vào long cung nội. Ở vào chiến trường phía trước nhất vị trí, ngao tề thiên hét lớn một tiếng, tay cầm định hải thần châm, mặt trên đỏ như máu xiền xích quấn quanh, bay thẳng đến phía trước tập kích mà đi. Đáng chết, đối mặt bọn họ, chúng ta hoàn toàn không thể đủ phân tâm. Một chúng mây lửa quân đoàn, Long ưng quân đoàn cao cấp Long chủng sắc mặt dị thường nan kham. Đối mặt Long cung diến giếng có tự công kích, chỉ cần bọn họ xuất hiện chút nào sai lầm, liền có cành liễu, mũi tên hướng tới bọn họ tập kích mà đến. Một khi bọn họ xoay người hướng tới phía sau thối lui, liền hoàn toàn đem sau lưng giao cho địch nhân. Biên chiến điên lui. Long ưng quân đoàn thủ lĩnh giận dữ hét, hắn kích động khổng lồ cánh, vô số ngọn lửa giống như thiên thạch giống nhau, hướng tới phía trước tập kích mà đi ầm 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 thiên lôi địa hỏa long phượng loại đồng dạng kích động cánh chim đồng dạng vô số thiên thạch nghênh đi khi thiên thạch thượng lôi đình ngọn lửa bao trùm tốc độ càng thêm hung mảnh toàn lực chém giết ngao tề thiên bọn họ điên cuồng hét lên một tiếng bọn họ chỉ cần tranh thủ một ít thời gian tranh thủ một giây ám liệt là có thể đủ nháy mắt hạ gục vài tên đối phương vũ trụ tôn giả nếu là có thể tranh thủ vài phút đối phương nhất định toàn bộ tan tác sở hữu vũ trụ tôn giả tam giai trở lên cường giả trước hỗ trợ ngăn cản còn lại đệ tử lui về Long Cung. Hỏa Long chủ nhìn đến phía dưới một màn này, sắc mặt nang kham mệnh lệnh nói. Là. Một chúng vũ trụ tôn giả tam giai trở lên cường giả thân hình rung rẩy, cắn chặt răng lớn tiếng đáp. Tấu chương xong. Chương 3277, chém giết thượng. Sát sát sát. Ma Long một mạch, Hỏa Long Cung, vàng rồng chiến Long một chúng vũ trụ tôn giả tam giai trở lên cường giả phát ra trống giận, bọn họ lấy pháp tắc ngưng tụ thành một đám cường đại phòng ngự. Lúc này, chỉ có cấp những cái đó nhỏ yếu tôn giả ngăn cản trụ long cung thủy long cung công kích, bọn họ mới có thể đủ thối lui đến phía sau long cung nội. Nếu không, lấy thực lực của bọn họ, còn không có lui về liền bị giết. Hiện giờ sở hữu thần đế cấp bậc đệ tử đã ngã xuống, không thể đủ lại đại lượng ngã xuống, nếu không toàn bộ ma long một mạch liền xong rồi. Một người danh vũ trụ tôn giả tam giai trở lên cường giả tiến hành phòng ngự. Mà ám liệt ở bọn họ phòng ngự thời điểm, tiến hành săn giết. Tam long cung người, mặt khác vũ trụ tôn giả đều có thể đủ buông tha đi, nhưng là tuyệt đối không thể đủ đem hỏa long chủ bỏ vào đi ám liệt ánh mắt nhìn quét chung quanh hướng tới long cung cùng với thủy long cung một chúng tôn giả truyền âm nói long cung có thể ngăn cản những người khác tiến vào bên trong cho dù là vương tiên cũng tiến vào không được long cung nhưng là ám liệt không giống nhau hắn có thể dễ dàng mà tiến vào long cung nhưng là nếu như hỏa long chủ tiến vào hỏa long trong cung lấy hỏa long chủ đối với long cung khống chế lực ám liệt căn bản giết không được hắn thậm chí mượn dùng hỏa long cung lực lượng hỏa long chủ có thể ở long cung nội đem hắn giết. Cho nên, nhất định không thể đủ làm hỏa long chủ tiến vào hắn long cung nội. Đến nỗi mặt khác, ám liệt không để bụng, cho dù là ma long vương tiến vào ma long ám giới nội, lấy ám liệt quỷ dị thủ đoạn, cũng có thể đủ đem này ám sát rớt. Dù sao cũng là này gần là vũ trụ tôn giả ngũ giai sức chiến đấu. Hảo! Ngao tề thiên mưu trạch sâm bọn họ một chúng nghe được ám liệt nói, cũng minh bạch hắn ý tứ. Công kích hỏa long chủ. Ngay sau đó, bọn họ từ bỏ phía trước sở hữu vũ trụ tôn giả, thân hình vừa động bay thẳng đến hỏa long chủ tập kích mà đi. Hiện giờ thiên trận đang ở đối kháng hỏa long chủ. Hai người thực lực kém cũng không phải rất lớn. Hiện giờ long cung, vũ trụ tôn giả ngũ giai sức chiến đấu thành viên chỉ có 9 tên, lúc này đây chỉ tới 7 tên. Ngao kim cùng tiếng sấm cũng không có lại đây. Tiểu Lam có được vũ trụ tôn giả ngũ giai sức chiến đấu, hơn nữa ngao tề thiên, ngao kỳ, ngao thổ từ từ vài tên long cung thủ lĩnh, bay thẳng đến hỏa long chủ tập kích mà đi. Ân, tập kích hỏa long chủ thủy long cường toan long hậu bọn họ hơi hơi nheo lại đôi mắt trực tiếp phía trước đối thủ ân ừ. ma long vương thấy như vậy một màn cũng là hơi hơi sửng sốt phúc đúng lúc này một cổ khủng bố năng lượng hướng tới hắn tập kích mà đến ma long vương thân hình rung lên một đám giống như màu đen dọn gạch giống nhau đồ vật xuất hiện chính mình chung quanh đem toàn thân bao vây chạm vào ngay cả như vậy một cổ khủng bố lực lượng dừng ở hắn long đầu thượng lệnh chi trực tiếp phun ra mồm to máu tươi hảo quỷ dị gia hỏa, thật là khủng khiếp công kích. Ma Long Vương ánh mắt lộ ra kinh sợ thần sắc. Nếu như không phải trên người hắn hậu thiên chí bảo hộ thể, này một kích đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Ngay cả như vậy hắn cũng bị thương không nhẹ. Đáng chết, trốn. Ma Long Vương sắc mặt nang kham vô cùng, vội vàng hướng tới phía sau bỏ chạy đi. Thủy Long Vương đã không ở công kích hắn, lúc này, bảo mệnh quan trọng. Nếu không kia quỷ dị gia hỏa liên tiếp công kích vài lần, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không đủ thừa nhận trụ lui lui lui. Hắn trong miệng gào thét, hướng tới một bên phong lôi thần long long cung bỏ chạy đi. Lui lui. Ma long một mạch cường giả nhìn đến thủy long cung cùng long cung không công kích bọn họ, sắc mặt cũng là vui vẻ, vội vàng hướng tới phía sau bỏ chạy đi. Đáng chết. Bất quá lúc này, hỏa long chủ nhìn đến loại tình huống này sắc mặt lại kịch liệt biến ảo. Trong nháy mắt, hướng tới hắn tập kích mà đến vũ trụ tôn giả ngũ giai cường giả, đạt tới 14 cái. Vũ trụ tôn giả tứ giai, càng là có mấy chục cái tiến hành viễn trình công kích. Tuy rằng đối hắn tạo thành không được quá lớn thương tổn, nhưng hắn cũng không thể đủ hoàn toàn không màng. Hơn nữa trước mặt Long cung tên kia trận pháp sư, hắn ở trong nháy mắt liền bị áp chế. Phải biết rằng, đây chính là Thủy Long cung cùng Long cung tinh anh, càng có Thủy Long vương cùng Thủy Long sau hai điều thuần chủng thần long. Bọn họ mỗi cái còn có được hai kiện chí bảo. Hỏa Long chủ đại nhân. Mây Lửa quân đoàn đoàn trưởng, Long Ưng quân đoàn đoàn trưởng nhìn đến bọn họ Hỏa Long chủ gặp đến vây công, sắc mặt cuồng biến. Lui lui, toàn bộ lui lại, hỏa long chủ, ngươi chống đỡ vài giây, sau đó lui lại. Ma Long Vương ánh mắt đảo qua, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói. Lúc này hỏa long chủ chỉ cần có thể chống đỡ 7-8 giây, còn lại vũ trụ tôn giả liền hoàn toàn có thể lui về long cung nội. Lui. Hỏa long cung một chúng cường giả sắc mặt đổi đổi, cắn chặt răng, toàn bộ hướng tới hỏa long trong cung thối lui. Liền mây lửa long ưng thủ lĩnh cũng hướng tới phía sau bay đi. Lúc này, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Ở chỗ này nhiều ngốc một giây, liền có khả năng gặp đến kia quỷ dị tồn tại săn giết. Bọn họ cũng sợ. Huống chi, Ma Long Vương hạ đặt mệnh lệnh, bọn họ không thể không từ. Đáng chết. Hỏa Long chủ nhìn đến Tam Long cung mọi người hướng tới phía sau thối lui, sắc mặt nan kham vô cùng, hắn đầy mặt cùng bạo điên cùng hét lên một tiếng. Đỉnh đầu một cái ngọn lửa bảo tháp trực tiếp nở rộ ra khủng bố ngọn lửa thiên thạch. Vây giết hắn, nhất định phải đem chi làm thịt. Thiên trận hét lớn một tiếng, một đám trận pháp hướng tới kia hậu thiên chí bảo tập kích mà đi sát 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 thủy long cường toan long hậu bọn họ cũng là hét lớn một tiếng mượn dùng hậu thiên chí bảo bộc phát ra mạnh nhất lực công kích hảo chỉ cần đem này hỏa long chúa tể chỉ cần long vương đem kia ma long hoàng giết hết thảy liền dễ làm ám liệt trong mắt lập loè lạnh băng ánh sáng hắn ánh mắt tỏa định hỏa long chủ ông ngay sau đó hắn thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hỏa long chủ cái đuôi chỗ oanh một cổ khủng bố công kích dừng ở hỏa long chủ long đuôi thượng nháy mắt đại lượng máu tươi văng khắp nơi trống 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 Ngươi cái này đáng chết bỏ chó cút cho ta hỏa long chủ ăn đau điên cuồng hét lên một tiếng long đuôi trực tiếp quét ngang mà đi tập kích chung quanh ngao tề thiên mưu trạch sâm ngao tin một bọn họ lập tức khởi xướng công kích từng đạo khủng bố công kích hướng tới hắn bao trùm mà đi không xong nhìn đến này khủng bố công kích hỏa long chủ sắc mặt cuồng biến cho dù là kia long cung trận pháp sư hơn nửa thủy long vương bọn họ một chúng cường giả hỏa long chủ đều không sợ chút nào hắn cũng có mãnh liệt tự tin có thể đào tẩu nhưng là có kia quỷ dị gia hỏa tồn tại hắn thời thời khắc khắc đều phải phòng hộ toàn thân phòng ngừa bị hắn tập kích này làm hắn hoàn toàn ở vào bị động tình huống thậm chí muốn thoát vây đều phi thường khó khăn tiếp tục chiến đấu đi xuống ta có khả năng muốn chết ở chỗ này hỏa long chủ sắc mặt biến đổi lớn biến ảo trên người bốc cháy lên khủng bố ngọn lửa bay thẳng đến phía sau vị trí thối lui ô ô ô lúc này tiểu lang thanh âm vang lên một cổ quỷ dị không gian xâm chiếm khắp sao trời. Cái gì? Hỏa Long chủ nhìn đến chính mình đột nhiên tiến vào đến một cái quỷ dị không gian, sắc mặt biến đổi. Sát. Thiên trận cùng Long cung một chúng cường giả, Thủy Long Vương bọn họ một chúng, lại lần nữa khởi xướng công kích. Ám liệt thân hình lập lòe, tùy thời mà động. Tấu chương xong. Chương 3278, chém giết hạ. Không tốt, Ma Long Vương đại nhân, chúng ta Hỏa Long chủ đại nhân bị kéo vào kia quỷ dị không gian nội, chúng ta muốn hay không ra tay? ở vào hỏa long trong cung mây lửa quân đoàn long ưng quân đoàn thủ lĩnh nhìn đến bọn họ đã từng long chủ bị kéo vào đến quỷ dị lĩnh vực nhìn đến phía trước thế giới dường như bị một loại quỷ dị không gian cắn nuốt sắc mặt biến đổi lớn bọn họ lập tức hướng tới ở vào phong lôi thần long long cung nội ma long vương dò hỏi không cần một khi chúng ta ra tay có khả năng sẽ gặp kia quỷ dị tồn tại tập kích vũ trụ tôn giả ngũ giai cũng sẽ bị hắn trực tiếp xử lý ma long vương sắc mặt biến ảo thần sắc phi thường ngang kham một trận chiến này đánh đến hắn hải hùng khiếp vía một trận chiến này làm hắn trong cơn giận dữ kia long cung quỷ dị tồn tại làm hắn có chút sợ hãi rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại mới có thể đủ có được như thế nghịch thiên quỷ dị năng lực bại bại hoàn toàn bại mà long vương thấp giọng gào thét ánh mắt ngẩng đầu hướng tới phía trên nhìn lại không còn có một loại khả năng nếu như phụ thân có thể giết kia long vương chúng ta còn có thể thắng hắn sắc mặt biến ảo nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch cùng cấp bậc sức chiến đấu thần long muốn đánh chết đối phương, ra sao này khó khăn, quả thực là không có khả năng. Ta ma long một mạch các đệ tử bị giết, thù này, ta nhất định phải báo, nhất định phải báo. Ma long vương thất giọng quát, long mắt huyết hồng một mảnh. Cút cho ta. Lúc này, ở vào trên không vị trí, kia khổng lồ vô cùng hậu thiên chí bảo đầu lâu, bay thẳng đến trên không vương tiên va chạm mà đi. Một trận chiến này, bọn họ đã bại, đệ tử thương vong vô số, vũ trụ tôn giả cấp bậc cũng ngã xuống mấy ngàn hiện giờ thủ hạ đã trở lại Long Cung nội, hắn cũng không có chiến đấu tất yếu. Ở chiến đấu đi xuống, hắn cũng không có khả năng đem kia Long Vương đánh bại. Kia Long Vương khủng bố tốc độ, làm hắn sắc mặt dị thường nan kham. Đối phương muốn trốn, hắn căn bản đuổi không kịp. Hừ, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết rớt. Vương Tiên ánh mắt một ngưng, trong mắt tràn ngập sát khí. Ngũ hành đại ma bay thẳng đến kia hậu thiên chí bảo đầu lâu va chạm mà đi. Oanh! Thật lớn vô cùng va chạm tiếng vang lên. Nhưng mà lúc này, ma long hoàng đã mất đi quyết chiến chi tâm hắn dò ra long trảo bay thẳng đến trên không ma long ám giới bay đi chỉ cần vương tiên tránh né hắn là có thể đủ trực tiếp tiến vào ma long ám giới nội muốn chân chính chém giết vương tiên trong miệng lẩm bẩm lúc này đây hắn không có tránh né đồng dạng dò ra long trảo đón nhận ma long hoàng cái công kích cùng lúc đó ở vào hắn long khu một chỗ kia cổ xưa đèn dầu nở rộ ánh sáng một tia ánh lửa đem thân hình hắn bao phủ nhưng ở trên người hắn khổng lồ năng lượng dưới ánh lửa nhỏ đến không thể phát hiện tìm chết. Nhìn đến Vương Tiên trực tiếp chào đón, Ma Long Hoàng trên mặt cũng tràn ngập tàn nhẫn chi sắc. Chạm vào. Ma Long Long trảo huy động, hướng tới phía trên chọc tới. Vương Tiên ngũ hành Long trảo huy động, nên đón đi lên. Chạm vào. Long khu cùng Long khu va chạm. Một cái hắc ám Long trảo, một cái xám xịt Long trảo. Khi bọn hắn va chạm ở bên nhau lúc sau, Ma Long Long trảo thượng, đại lượng vết thương máu tươi tràn ra, Long trảo xuất hiện một đạo khủng bố miệng vết thương. Mà ở Vương Tiên Long trảo thượng, nồng đậm ngọn lửa bao phủ, ngăn cản ở ma long long trảo tập kích. Trống. Vương tiên nổi giận gầm lên một tiếng, long giác thượng lập lòe âm dương, bay thẳng đến ma long hoàng va chạm mà đi. Trống trống. Ma long hoàng trong mắt lộ ra điên cuồng, đồng dạng trực tiếp đón nhận đi. Chạm vào. Long đầu cùng long đầu va chạm. Ca ca. Nhưng mà lần này khủng bố va chạm, ma long hoàng long giác phát ra đứt gãy thanh âm. Đại lượng long huyết bắn ra. Vương tiên đỉnh đầu, đồng dạng bị ngọn lửa quang mang bao phủ, không có đã chịu chút nào thương tổn trên người hắn có cường đại phòng ngự chí bảo hai lần thân thể va chạm ma long hoàng nhìn đến vương tiên không có chút nào thương thế ngược lại chính mình bị thương không nhẹ sắc mặt nang tham quát ầm 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 bất quá lúc này đối mặt gần trong gan tất ma long hoàng vương tiên long trảo không ngừng công kích long đuôi trực tiếp quét ngang có tốc độ ưu thế có cổ xưa đèn dầu bảo hộ vương tiên hoàn toàn này đây liều mạng tư thái tiến hành chém giết tuy rằng đèn dầu nội sinh cơ dịp tiêu hao thực mau nhưng chỉ cần có thể đem ma long hoàng chém giết rớt, hết thảy đều đáng giá. Đáng chết. ầm ầm ầm. Liên tục mười mấy thứ va chạm, ma long hoàng trên người long lân rơi xuống, đại lượng máu tươi tràn ra, hắn vội vàng hướng tới một bên vị trí trốn đi. Trốn. Ta đây liền lấy tốc độ háo chết ngươi. Vương tiên nhìn đến hắn tránh né, trong mắt tràn ngập lành lạnh chi sắc. Hắn tổng hợp thực lực, muốn so ma long hoàng hiếu thắng một ít, đặc biệt là chiếm cứ tốc độ mặt trên ưu thế. Vẫn luôn háo đi xuống, ma long hoàng hẳn phải chết chân long long khu, quang minh thần long. Hắn gầm nhẹ một tiếng, kia xám xịt thân hình nháy mắt nở rộ ra lóa mắt quang minh chi lực. Quang minh cùng hắc ám hoàn toàn ở vào đối lập thuộc tính. Quang minh chiếu rọi hắc ám, hắc ám ăn mòn quang minh. Không có ai khác ai vừa nói, chỉ có nhất thảm thiết chém giết. Hóa thành quang minh long khu lúc sau, vương tiên kích động vô thủy thánh cánh, nháy mắt đi vào ma long hoàng một bên, long trảo chột tới. Tư tư tư. Còn chưa đụng tới hắn trên người, quang minh cùng hắc ám chi lực liền va chạm lên. Đây là cái gì quỷ dị năng lực? Thế nhưng có thể lệnh chính mình biến thành mặt khác thuộc tính thần long. Đây là biến dị thần long sao? Ma Long Hoàng thấy như vậy một màn, sắc mặt dị thường nan kham. Biến dị thần long a, đây chính là so thuần chủng thần long còn phải cường đại tồn tại. Ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng tập kích thanh âm truyền đến, Ma Long Hoàng trên người càng ngày càng thảm thiết. Vương Tiên dựa vào cổ xưa đèn dầu phòng ngự, như cũ không có chút nào thương thế. Thời gian một chút quá khứ hai điều khổng lồ thần long ở sao trời trung kịch liệt chém giết. Sao trời ảm đạm, nhật nguyệt vô quan. Ở vào chung quanh long cung nội, sở hữu á long nhìn phía trên trận chiến đấu này, sắc mặt dị thường chấn động. Hai điều mấy vạn mét thần long chém giết, chấn động đến cực điểm. Không xong, phụ thân hắn ở vào hoàn cảnh xấu. Phong lôi thần long long cung nội, ma long vương nhìn đến trên không chiến đấu, nhìn đến chính mình phụ thân trên người thương thế, sắc mặt có chút khó coi. Lăng lăng lăng, cút cho ta. Nhưng mà giờ này khắc này, ở vào Tiểu Lam cung chi vực nội, Hỏa Long chủ tình huống sao ma long hoàng còn muốn thảm thiết gấp 10 lần. Thiên trận hơn nữa hơn 10 người vũ trụ tôn giả ngũ giai cường giả đối hắn tiến hành vây công. Đặc biệt là ám liệt, ám liệt này quỷ dị tốc độ đã có thể săn giết vũ trụ tôn giả lục giai tồn tại. Cho dù là Hỏa Long chủ đối ám liệt có đề phòng, nhưng ở thiên trận bọn họ áp bách dưới, cũng gặp tới rồi mười mấy thứ tập kích. Mỗi một lần tập kích, trên người hắn đều có thương tích thế. Mười mấy thứ xuống dưới, toàn bộ thân hình hoạt nhìn thảm thiết vô cùng đảo chỗ đều là miệng vết thương. Bị thương nặng dưới, lại đối mặt thiên trận bọn họ tập kích, càng thêm khó có thể ngăn cản. Xong rồi, ta hỏa long chủ thế nhưng muốn ngã xuống tại nơi đây, ha ha ha, ngã xuống ở các ngươi này đang rác rưởi trong tay. Dần dần, hỏa long chủ có chút điên cuồng lên. Hắn biết, chính mình khó thoát vừa chết. Diệt mặt khác thần long một mạch, liền phải nghĩ đến các ngươi bị diệt một ngày. Thủy long vương bọn họ nhìn đến, trong mắt tràn ngập lạnh băng cùng phẫn nộ. Tấu chương xong chương 3279, hai đại thần long ngã xuống. Ầm ầm ầm. Ta không cam lòng, ta chính là thuần chủng thần long, có thể sừng sững ở vũ trụ đỉnh, mà Long Vương kia nhát gan gia hỏa, thế nhưng không ra tay cứu ta. Công chi vực nội, Hỏa Long chủ có chút điên cuồng quát. Hắn trên người có từng đạo thảm thiết miệng vết thương, mỗi một đạo miệng vết thương đều thâm nhập cốt tủy. Hiện giờ hắn sức chiến đấu không đủ đỉnh năm thành. Đối mặt từng đạo khủng bố công kích, căn bản không có ngăn cản chi lực. Tuyệt vọng, tử vong đang chờ đợi hắn. Hắn trong mắt tràn ngập lửa giận. Nếu như Ma Long Vương bọn họ nguyện ý ra tay đem hắn, hắn còn có sinh tồn hy vọng. Nhưng hiện tại, hết thảy đều xong rồi. Chết đi. Ám liệt thân ảnh lập lòe, đi vào hỏa long chủ phần đầu phía sau, một đạo khủng bố năng lượng thật mạnh đập ở đầu của hắn bộ. Oanh. Nặng nề vang lớn thanh truyền đến, hỏa long chủ trừng lớn đôi mắt, đại lượng máu tươi tràn ra. Hắn long đầu lay động hai hạ, thân hình chậm rãi hướng tới phía dưới rơi xuống chung quanh, thiên trận bọn họ nhìn đến, trong mắt lập lòe lạnh băng thần sắc. Ô ô! Tiểu Lam phát ra một tiếng gầm nhẹ, công chi vực biến mất không thấy. Đương hư vô hắc ám không gian biến mất, này một mảnh sao trời lại một lần hiện ra ở mọi người trước mặt. Cái gì? Hỏa Long chủ đại nhân thế nhưng bị giết. Này Hỏa Long chủ thế nhưng ngã xuống. Đương công chi vực biến mất lúc sau, chung quanh ba tòa Long cung nội cường giả thấy như vậy một màn, sắc mặt biến đổi lớn. Thủy Long cung một chúng cường giả nhìn đến kia huyền phù ở trên hư không trung hỏa long chủ thi thể, cũng là đầy mặt chấn động. Trống trống, giết rất tốt, giết rất tốt, làm cho bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta. Một ít Thủy Long cung cường giả hưng phấn mà quát. Đáng chết, thật là phế vật, phế vật, vũ trụ tôn giả lục giai thực lực, lại là như vậy đoạn thời gian nội liền bị Long cung cùng Thủy Long cung chém giết. Ma Long Vương thấy như vậy một màn, sắc mặt dị thường nan kham, hắn nhịn không được cùng bạo quát. Bất quá, một cái vũ trụ tôn giả lục giai sức chiến đấu thuần chủng thần long tử vong, cũng làm hắn cảm thấy kinh tủng. Hỏa Long chủ thực lực, muốn so với hắn cường đại hơn nhiều rất nhiều. Vèo. Thiên trận thân hình vừa động, trực tiếp đem Hỏa Long chủ thi thể cùng trên người chí bảo thu hồi tới. Ầm ầm ầm. Lúc này, trên không vị trí truyền đến kịch liệt va chạm thanh âm. Mọi người ánh mắt nhìn lại, trong mắt lập lòe chấn động ánh sáng. Tương so với vừa rồi Hỏa Long chủ bọn họ chiến đấu, trên không Ma Long hoàng cùng Long vương chiến đấu càng thêm khủng bố. Không tốt, chúng ta Ma Long Hoàng đại nhân bị hoàn toàn áp chế, chúng ta Ma Long Hoàng đại nhân bị thương. Tam Đại Long cung nội, Ma Long một mạch bọn họ cường giả thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống. Giờ phút này trong hư không, Ma Long Hoàng trên người miệng vết thương rất nhiều, đại lượng máu tươi tràn ra. Hoàn toàn là bị đè nặng đánh. Hỏa Long chủ vừa mới bị giết, bọn họ Ma Long Hoàng sẽ không bị. Bọn họ có chút không dám tưởng tượng. Nếu như Ma Long Hoàng đã xảy ra chuyện, kia bọn họ liền hoàn toàn xong rồi cùng cấp bậc thần long chiến đấu là không có khả năng đem đối thủ đánh chết cho dù là kia long vương có được cường đại phòng ngự chí bảo không có khả năng hoàn toàn không có khả năng ma long vương lắc đầu quát hắn tin tưởng vững chắc chính mình phụ thân tuyệt đối không có khả năng bị long vương chém giết giờ khắc này chung quanh bốn cái long cung nội mọi người ngẩng đầu lên hướng tới không trung nhìn lại ha hả này đàn gia hỏa sẽ không cho rằng tiến vào đến long cung nội ta không thể giết các ngươi ám liệt ánh mắt nhìn quét chung quanh nhìn đến sở hữu thần long á long ánh mắt đều nhìn chăm chú vào trên không chiến đấu hắn trong mắt lập lòe ánh sáng ánh mắt nhìn nhìn kia ma long vương thân hình nháy mắt biến mất không thấy đáng chết ta không thể đủ cùng hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống cần thiết trở lại ma long ám giới nội nếu không ta có khả năng bị háo chết trên người hắn kia kiện phòng ngự chí bảo quá cường ma long hoàng sắc mặt nang tham vô cùng thấp giọng quát đua một chút cho dù là thương thế ở nghiêm trọng một ít cũng muốn tiến vào ma long ám giới nội hắn ánh mắt huyết hồng thấp giọng quát nhìn chầm chầm trên không vị trí. Trống 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 Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, tự thân chung quanh bộ xương khô cùng ma long châu vần quanh, trên người hắc ám pháp tắc ngưng tụ thành ma diễm. Pháp tắc pháp tướng, ma long diệt thế. Ma long hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, bay thẳng đến ma long ám giới phương hướng bay đi. Khi từng đạo ma diễm ngưng tụ thành ma long hư ảnh, thiêu đốt ăn mòn khắp hư không. Muốn bắt đầu chân chính liều mạng. Vương Tiên nhìn đến Ma Long Hoàng trên người cùng bạo năng lượng, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn long mắt. Vậy đua đi hắn cảm ứng một chút cổ đèn nội sinh cơ dịch, bên trong sinh cơ dịch đã không có nhiều ít. Nhưng hiện giờ chính mình, như cũ ở vào đỉnh trạng thái. Sát. Vương tiên điên cuồng hét lên một tiếng. Pháp tắc pháp tương, bác phương long trụ. Trống trống trống. Bác phương long trụ, là vương tiên hiện giờ mạnh nhất công kích thủ đoạn, cũng là hắn bước vào vũ trụ tôn giả chi cảnh, thần long chính biến cái thứ nhất pháp tắc pháp tướng. ầm 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 đương pháp tắc pháp tương thi triển trong nháy mắt ở vào chung quanh bát phương xuất hiện một đám long trụ bởi vì hắn ở vào quang minh thần long trạng thái mỗi một cái long trụ thượng đều chiếm cứ một cái quang minh thần long tám long trụ tám điều quang minh thần long phong tỏa bát phương trống 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 tám điều thần long điên cuồng hét lên một tiếng ánh mắt tỏa định công kích mà đến ma long hoàng trực tiếp đánh sâu vào mà đi sát 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 ma long hoàng cảm thụ được bát phương long trụ thượng khủng bố năng lượng cắn chặt răng tiếp tục hướng tới phía trước đánh sâu vào mà đi quang minh cùng hắc ám va chạm ông ngay sau đó dường như toàn bộ hư không đều bị cắn nuốt va chạm trung tâm hình thành một cái khủng bố năng lượng lốc xoáy ở năng lượng lốc xoáy trung ma long hoàng thân hình hiện ra lập tức hướng tới trên không tiếp tục phóng đi vương tiên đồng dạng lay động thân thể cao lớn trực tiếp đón nhận đi chạm vào lại là một tiếng kịch liệt va chạm vương tiên long trảo huy động bay thẳng đến ma long hoàng trên người chộp tới ma long hoàng đồng dạng dò ra long trảo trực tiếp đón nhận đi ầm 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 lại là thân thể đối kháng lúc này đây ma long hoàng càng thêm hung ác, hoàn toàn không màng trên người thương thế. Vương tiên đồng dạng không chỗ nào cố kỵ, long trảo, long đuôi, nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, đại lượng long lân hướng tới phía dưới rơi xuống mà đi. Toàn bộ so đấu dị thường thảm thiết. Ở vương tiên trên người cổ đèn nội, sinh cơ dịch nhanh chóng tiêu hao, thực mau liền hoàn toàn thấy đấy. Lúc này đây đã đến, vương tiên đã mang đến sở hữu sinh cơ dịch, một khi tiêu hao xong, cổ đèn phòng ngự liền liền phải hoàn toàn biến mất cút ngay cút ngay cút ngay nhưng mà này thảm thiết vô cùng chém giết lệnh ma long hoàng cũng có chút hoảng sợ lên hắn trên người giờ phút này thương thế càng ngày càng nặng chẳng sợ hắn có được thần long chi khu có được cường đại khôi phục lực nhưng tại đây va chạm dưới cũng toàn thân nhiễm huyết một đôi long giác hoàn toàn đứt gãy long đầu thượng càng là xuất hiện đại lượng vết rách đến nỗi thân hình thượng long lân gần như rơi xuống một nửa hiện tại hắn một cái mệnh khả năng chỉ có nửa điều sinh cơ dịch tiêu hao xong rồi Bất quá lúc này, Vương Tiên cũng cảm ứng được sinh cơ dịch hoàn toàn biến mất, trên người hắn hỏa tráo phòng ngự cũng hoàn toàn biến mất. Tấu chương xong. Chương 3280, Đại Thắng. Bất quá, chân chính chém giết mới vừa bắt đầu. Vương Tiên ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, cổ đèn phòng ngự biến mất, nhưng hắn chính mình chém giết mới vừa bắt đầu. Nếu đỉnh chính mình còn chém vết không xong một cái trọng thương ma Long Hoàng, kia chính mình cũng quá vô năng. Trống trống trống. Vương Tiên điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình lay động, Bay thẳng đến Ma Long Hoàng quấn quanh mà đi. Trên người hắn kia cổ cường đại phòng ngự biến mất. Không tốt, hắn muốn cùng ta hoàn toàn liều mạng. Ma Long Hoàng cảm nhận được phương tiên trên người năng lượng biến mất, trong lòng vui vẻ. Nhưng theo sát, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, cảm thụ được chính mình thân hình bị quấn quanh trụ, trong lòng có một tia khủng hoảng. Đối phương là muốn bắt mệnh. Đối phương là quyết tâm muốn đem diệt sát rớt. Long Vương, ngươi hiện tại trên người năng lượng biến mất, hiện tại muốn chém giết ta, lấy ta Ma Long chi khu cho dù là ngươi có thể tiêu diệt ta ngươi cũng có khả năng sẽ chết ngươi phải biết rằng một cái thần long sinh mệnh lực là cỡ nào khủng bố ma long hoàng lạnh giọng quát ta tự nhiên biết ta tin tưởng chính mình thân hình sinh mệnh lực ha 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 vương tiên cùng tiếu một tiếng trên mặt tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin hắn có được tổ thụ có được tổ trên cây một chúng cường đại cành hắn thật đúng là không tin đỉnh chính mình đua bất tử một cái nữa cái mạng ma long hoàng trống 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 vương tiên điên cuồng hét lên một tiếng Từng đạo năng lượng hướng tới thân hình hắn nội dâng lên, long trảo long đuôi long kiệu tập kích mà đi. Cùng lúc đó, ngũ hành đại ma xoay tròn, ngăn cản đầu lâu chí bảo cùng ma long châu. Kế tiếp, thảm thiết vô cùng chiến đấu bắt đầu rồi. Đại lượng long huyết từ hắn trong cơ thể tràn ra tới, long lân bắt đầu hỏng mất. Nhưng vương tiên thảm, ma long hoàng thảm hại hơn. "Trống trống trống, ta muốn cùng ngươi liều mạng." Ma long hoàng bắt đầu thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực, ăn mòn tính năng lượng hướng tới vương tiên dâng lên. Thậm chí kia một đám long lân trực tiếp từ thân hình thượng bốc ra hướng tới vương tiên tập kích mà đi t phía dưới vị trí tứ đại long cung sở hữu thành viên nhìn đến hai điều thần long chiến đấu ở bên nhau nhìn đến kia long lân huyết nhục văn khắp nơi trên mặt cũng là tràn ngập chấn động thần sắc trị liệu chi thuật hướng tới long vương bao trùm thiên trận ánh mắt nhìn lại gầm nhẹ một tiếng bay thẳng đến long cung sở hữu thành viên mệnh lệnh nói cánh tay hắn huy động lập tức bắt đầu phóng thích trị liệu trận pháp cấp long vương tiến hành trị liệu thủy long vương bọn họ gầm nhẹ một tiếng lập tức phóng thích thủy thuộc tính pháp tác trị liệu chi thuật từng đạo chữa khỏi năng lượng hướng tới vương tiên trong cơ thể dũng đi chẳng sợ bọn họ cấp bậc muốn so vương tiên thấp rất nhiều hiệu quả cực nhỏ nhưng vẫn là có chút không nhỏ tác dụng không xong không xong không thể lại như vậy đi xuống bằng không phụ thân sẽ chết phong lôi thần long long cung nội ma long vương đầy mặt nôn nóng thấp giọng quát hắn có chút hoảng loạn trước mắt loại tình huống này phụ thân hắn có khả năng bị giết a à một khi phụ thân bị giết, hắn cũng liền xong rồi, lấy long cung lực lượng, sớm muộn gì có thể tiêu diệt bọn họ. Chạm vào. Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm ứng được một cổ khủng bố năng lượng hướng tới hắn tập kích mà đến. Tại đây một khắc, hắn cảm ứng được tử vong uy hiếp. Không tốt. Ma Long Vương đôi mắt nháy mắt huyết hồng. Phốc phốc phốc. Nhưng còn chưa chờ hắn có chút phản ứng, khủng bố năng lượng đục lỗ đầu của hắn bộ, hắn sinh cơ nhanh chóng biến mất. Hắc hắc, không nghĩ tới đi. Ám liệt lạnh lạnh cười cười, cánh tay vung lên, trực tiếp đem ma long vương thi thể thu hồi tới. Không tốt. Sao có thể, hắn như thế nào có thể tiến vào đến long cung nội? Lúc này, một bên vị trí, hoảng sợ thanh âm truyền đến. Minh trảo cùng quỷ long thủ lĩnh trừng lớn đôi mắt, đầy mặt hoảng sợ quát. Sao có thể? Hiện giờ phong lôi thần long một mạch long cung, bị ma long vương hoàn toàn khống chế. Chẳng sợ phong lôi thần long long cung không có hỏa long cung ma long ám giới cường đại, nhưng vũ trụ tôn giả bảy tám cái, thậm chí đỉnh muốn đem chi tiến vào đều phi thường khó khăn. Nhưng mà cái kia quỷ dị tồn tại trực tiếp tiến vào, đưa bọn họ Ma Long Vương trực tiếp diệt sát. Khủng bố. Quá khủng bố. Bọn họ một chúng nháy mắt cảm giác được da đầu tê dại, nháy mắt phóng thích phòng ngự vần quanh chung quanh, đầy mặt cảnh giác nhìn chầm chầm chung quanh. Săn thú bắt đầu rồi. Ám liệt nhàn nhạt cười cười, ngay sau đó hắn thân ảnh biến mất, xuất hiện ở vàng rồng chiến long long cung nội, thực mau, lại một người vũ trụ tôn giả ngũ giai á long, bị săn giết. Theo sát, Hỏa Long Cung. Lúc này đây, Hỏa Long Cung mây lửa quân đoàn thủ lĩnh, bị ám liệt tiêu diệt. Lần này, Tam Đại Long Cung nội sở hữu thành viên cũng hoảng lên. Ở Long Cung nội đều không an toàn. Bọn họ còn có thể đủ tránh ở nơi nào. Càng quan trọng là, Long Cung Long Huyệt, chính là bọn họ vũ trụ thần quốc, vũ trụ thần quốc ở Long Cung nội, bọn họ có thể trốn nơi nào. A A A Thực mau, ở Tam Đại Long Cung nội, kêu thảm thiết thanh âm vang lên. Phong lôi thần Long Long Cung, Hỏa Long Cung vàng rồng chiến long long cung từ ma long vương hỏa long chủ vàng rồng chiến long một người vũ trụ tôn giả ngũ giai cường giả khống chế nhưng mà ám liệt đã xuất kỳ bất ý đem này toàn bộ săn giết long cung mất đi khống chế giả liền không ai có thể đủ đối ám liệt tạo thành uy hiếp khi kế tiếp là nghiêng về một bên tàn sát một đám vũ trụ tôn giả chết ở ám liệt trong tay vũ trụ tôn giả ngũ giai dưới không có chút nào chống cự chi lực mà liền ở trong tối liệt tiến hành săn giết thời điểm ở vào bên ngoài vị trí vương tiên cùng ma long hoàng thảm thiết chém giết như cũ tại tiến hành lúc này ma long hoàng đã lâm vào tới rồi điên cùng trạng thái vương tiên đem chi tử chết quấn quanh trụ hắn muốn đào tẩu hoàn toàn không có khả năng hơn nữa hắn giống như đã từ bỏ đào tẩu ma long hoàng thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực bùng nổ khủng bố lực phá hoại cùng vương tiên hoàn toàn chém giết lên theo thời gian vương tiên trên người xuất hiện từng đạo vết rách đại lượng máu tươi tràn ra ha 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 muốn giết ta ngươi cũng muốn trả giá thảm thiết đại giới thảm thiết đại giới. Ta sẽ thiêu đốt trước ta sở hữu sinh mệnh lực. Ma Long Hoàng điên cùng quát. Cho dù là người thiêu đốt trước sở hữu sinh mệnh lực, ta cũng chỉ bất quá là đã chịu trọng thương thôi. Vương Tiên lành lạnh cười cười, tiếp tục cùng chi chém giết ở bên nhau. Ma Long Hoàng sắp chết phản công sát thật khủng bố, nhưng Vương Tiên không sợ chút nào. Huống chi còn có phía dưới thiên trận cùng với toàn bộ Thủy Long cung Long cung thành viên chữa khỏi, hắn thương thế còn có thể đủ thừa nhận. Cho dù là Ma Long Hoàng thiêu đốt rất sở hữu sinh mệnh lực, hắn nhiều nhất bị thương nặng trống 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 ma long hoàng cuồng bạo thanh âm vang lên trống vương tiên đồng dạng gầm nhẹ một tiếng hắn trong mắt tràn ngập điên cùng thần sắc thời gian từng giây từng phút trôi qua ma long hoàng trên người sinh cơ một chút giảm bớt một giờ hai cái giờ ba cái giờ long vương ta sẽ không buông tha ngươi ngươi cho ta chờ ta sẽ không buông tha ngươi mười cái giờ sau ma long hoàng bằng sau sinh cơ phát ra phẫn nộ rít gào ha hả vương tiên cảm thụ được chính mình bị thương nặng thân hình trong mắt lập lòe ánh sáng tấu chương xong